Sau thất bại kém may mắn trước Hà Lan, Senegal chứng tỏ sức mạnh với trận thắng thuyết phục 3-1 trước Qatar. Nhưng Ecuador lại làm được điều mà Senegal không làm được ở lượt đấu đầu tiên là cầm hòa Hà Lan. Tuy không được đánh giá cao trước giải, nhưng Ecuador lại là một trong những đội chơi hay nhất tại World Cup 2022. Trong trận hòa với Hà Lan, họ thậm chí là đội chơi lấn lướt tạo được nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Senegal cũng không hề thua kém. Điều duy nhất mà đại diện châu Phi thiếu trong trận thua Hà Lan chỉ là sự may mắn. Nhìn từ góc độ này, Thật khó để phân định Ecuador và Senegal ai mạnh hơn vào thời điểm hiện tại. Ecuador có 4 điểm, đứng thứ hai sau Hà Lan, hơn Senegal một điểm. Do đó, trận đấu giữa hai đội vào lúc 20 giờ ngày 29 tháng 11 sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp của hai đội. Ecuador đang là điểm nhấn thú vị trước giải đấu năm nay sau khi giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Qatar. Ecuador tiếp tục cầm hòa Hà Lan. Cả ba bàn thắng của họ đều được ghi do công của tiền đạo Valencia. Nếu sút tung lưới Senegal Valencia sẽ trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi được 7 bàn thắng liên tiếp của đội tuyển, san bằng kỷ lục của Ole Salenko năm 1994. Valencia đã có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng rất cao, lên đến 67%. Cầu thủ này sẽ đóng vai trò then chốt, nỗ lực vượt qua vòng bảng lần đầu tiên kể từ năm 2006. Valencia chơi rất hay khi khoác áo của Ecuador. Huấn luyện viên của Ecuador cho biết cậu ấy đang có giải đấu rất tốt, lại là đội trưởng. Tôi tin cậu ấy sẽ tiếp tục lập kỷ lục. Trong khi đó, việc thiếu vắng Sanio Mane khiến Senegal không có thể chơi song phẳng với Hà Lan ngày ra quân nhưng họ lại trở lại với chiến thắng 3-1 trước Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp. Chúng tôi phải suy nghĩ về cách tiếp cận phù hợp cho trận đấu cuối cùng. Đây sẽ là trận đấu khó khăn với Senegal vì Ecuador chỉ cần hòa là đi tiếp, trong khi đại diện của châu Phi cần phải thắng. Tuy nhiên ở một kỳ World Cup đã có quá nhiều bất ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Về phong độ lịch sử đối đầu của Ecuador với Senegal, đây là lần thứ hai Senegal gặp Ecuador. Trước đó, vào năm 2002, Senegal đã giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng phản ứng nhà của Rowe. Ecuador chưa bao giờ đối đầu với một đội bóng châu Phi tại FIFA World Cup. Trong khi đó, Senegal để thua trong hai trận đấu với các đối thủ của Nam Mỹ là Uruguay và Colombia. Phong độ của Ecuador ở World Cup 2022 cũng tốt hơn với một trận hòa và một trận thắng. Ba trận đấu gần nhất của Ecuador tại World Cup đều có ít hơn 2,5 bàn thắng. Trong khi đó, 3 5 trận đấu gần nhất của Senegal ở World Cup có trên 2,5 bàn. Về Ecuador, Valencia rời khỏi sân bằng cáng trong trận gặp Hà Lan. Tuy nhiên, ngôi sao này khẳng định kịp bình phục để ra sân. Ecuador cũng có sự lựa chọn khác trên băng ghế dự bị. Về phần Senegal thì không có thông tin gì về chấn thương. Đội hình có nhiều cái tên đang thi đấu ở các đội bóng hàng đầu của châu Âu. Trận đấu giữa Ecuador và Senegal sẽ diễn ra ở trên sân Khalifa International. Senegal mở màn World Cup 2022 bằng thất bại 0-2 trước Hà Lan nhưng đã kịp trở lại với bàn thắng 3-1 khi chạm mặt với chủ nhà Qatar. Con đường duy nhất để Senegal tiến vào vòng 16 đội là phải thắng Ecuador, đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dù thiếu bóng Mane do chấn thương nhưng đội hình của Senegal vẫn khá chất lượng với nhiều hảo thủ đang thi đấu ở châu Âu. Ở trận đấu tối nay Senegal sẽ phải rất thận trọng nếu không muốn rơi vào thế bám đuổi bởi khi đó khó khăn sẽ nhân lên gấp đôi. Với tính chất sống còn, trận đấu tối nay sẽ hứa hẹn vô cùng giằng co, thậm chí không ngại va chạm thể chất. Dự đoán kết quả Ecuador và Senegal là hòa 1-1. Nhà tiên tri động vật mèo cát và thần rùa trở tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Chú mèo cát là một trong những nhà tiên tri lừng danh trong làng bóng đá gần 10 năm qua. Cứ mỗi giải đấu lớn, nhân vật này lại nổi như cồn. Mèo cát là cái tên nổi tiếng nhất nhưng nhà tiên tri này cũng gặp phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp. Trong khi đó, thần dùa Super Toilet Prediction đang là ngôi sao của mạng xã hội. Với nhiều dự đoán tỷ số chính xác trong các giải bóng đá ngoại hạng Anh, Pháp, Cúp C 1 hay Olympic Tokyo 2020, Copa America 2021. Dự đoán theo châu Á thì hai đội hòa nhau, Senegal và Ecuador. Còn theo chú Mèo Cát thì phần thắng sẽ nghiêng về Senegal. Còn các bạn, theo các bạn thì đội nào sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay? Hãy comment ý kiến của bạn vào phần bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào, tạm biệt.